Em Mạnh bên thiết bị Tế Huệ Lợi, hôm nay giới thiệu tới anh chị mẫu máy sóc thuốc kéo nọc tự động của bên em nhé. Bên em đang bỏ ra ngoài test máy, máy về thì ở trong thùng thôi. Gửi ship code toàn quốc thì nó sẽ tránh va đập, bởi cái lồng này là lồng kính nên là bên em nhập về đều phải đóng thùng gỗ như này. Nó thêm một chút chi phí thôi nhưng mà nó sẽ đảm bảo cho máy của các bác được an toàn hơn. Đây là mẫu máy sắc thuốc kéo nọc túi nhé. Ở phần trên là sắc thuốc này, bên em đều mở ra để dán tiếng Việt. Còn bác nào không thích dán tiếng Việt thì để tiếng Trung cũng được. Ở phía dưới là phần đóng túi. Đây là cuộn túi được tặng kèm theo máy này. Nhà sản xuất sẽ tặng kèm thêm một chút túi như này, cuộn túi như này để mình mua máy về mình kết máy. Còn nếu mà quý khách hàng muốn chữ tiếng Việt loại cuộn túi như này thì là khách hàng có thể alo cho bên em để bên em gửi kèm theo máy. Một cuộn là 9 cân nhé. Còn cái cuộn này chỉ khoảng tầm 2-3 cân thôi. Đây là phần nồi của máy này. Trong nồi thì đều có phần sỏ để mình lâng cái lồng lên để cho nước thuốc nó rõ xuống khi mà chúng ta chuẩn bị đóng túi. Còn ở dưới thì là dưới này mình có thêm một cái lọc nhé. Đây cái lọc đây. Cái lọc này để tránh cặn thuốc nó rơi xuống túi khi mà khách hàng uống ấy. Và nó tránh để cho đỡ tắc cái phần ống dẫn nước ra. Đấy, đây là nồi, nồi pha lê 20 lít. Quý khách hàng có nhu cầu thì có thể liên hệ với em qua số hotline trên video nhé, hoặc là đường link ở dưới phần bài viết này để xem chi tiết về máy, anh em hướng dẫn cách sử dụng. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của bên em. Xin chào anh chị. Bên em bắt đầu giao hai máy sắc thuốc kèm một túi rộng cho khách hàng ở Hạ Long, Quảng Ninh nhé. Máy bên em đều test trước cho đi rồi. Ở video đầu thì em giới thiệu qua rồi. Thì đây là hình ảnh bên em bàn giao cho khách. Khách lấy hai máy cùng một lúc. Hai cuộn túi bên em đều thấy sẵn cho khách nhé. Khách không muốn dùng cuộn túi tiếng Trung này em giao lắp luôn cho khách cuộn túi tiếng Việt. Đây cuộn túi tiếng Trung này. Đấy, em thấy em gửi lại cho khách. Khách nếu muốn cần đóng thì chẳng may thiếu thì là mình dùng tạm tiếng Trung. Bây giờ thì bên em đã tới nhà khách và khách đang thử trực tiếp cái bài thuốc của khách. Cái việc sắc thuốc này thì rất đơn giản thôi, mình chỉ việc cài đặt nhiệt độ từ 100 đến 140 độ C, còn thời gian là đun liên tục 9 tiếng. Mình có thể đun bao nhiêu phút hoặc bao nhiêu tiếng thì mình cài đặt ở trên bảng điều khiển thôi. Sử dụng thì rất là dễ rồi. Cái việc đóng túi thuốc bây giờ nó cũng trở nên hết sức đơn giản. Người bệnh chỉ cần đến và mang thuốc về là có thể tự uống được, không cần phải sắc ở nhà. Đấy, quý khách hàng nào có nhu cầu có thể điện thoại cho bên em để em tư vấn cụ thể nhé. Em cảm ơn anh chị ạ.